Chào mọi người, lần đầu tiên đến với vlog của mình. Hôm nay mình sẽ quay một vlog, daily vlog, một ngày đi học bình thường của mình thôi. Mọi người cùng xem nhé. Bình thường thì mình sẽ đi học vào buổi chiều, mình vào học lúc 1:30 chiều. Chiều hôm nay mình sẽ học môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng mà sáng nay thì mình cần lên trường để mà mình làm bài tập nhóm với cả câu lạc bộ ấy. Bây giờ là 10:30 rồi, 10:45, phải đi thôi. Bây giờ mình sẽ soạn sách vở What is in my bag. Mình bắt đầu là mình đi học từ năm cấp 3, bây giờ mình vẫn dùng lại. Mình sẽ mang laptop đi. Thật ra là học nó cũng không quá cần laptop cái môn này ấy. Kiểu nó chỉ là rất nhiều chữ thôi ấy. Mang mình cũng không học. Nhưng mà mình làm bài tập nhóm, hoặc là sau đấy mình sẽ ngồi đâu đấy thì mình sẽ mang chơi. Tiếp là hôm nay mình đi làm bài tập nhóm, mình sẽ phải mang cái này. Một chủ đề về Halloween, đó là Mario. Đáng yêu cực. Đó. Như thế này là nó giống như hay cái filter Mario. Đó, mình chỉ mang cái này đi học thôi. Bình thường mình sẽ mang cả bình nước nữa, bình nước của trường mình. Nhưng mà hôm nay mình không mang bình nước nữa, vì mình sẽ làm việc ở một quán nước ấy, nên mình sẽ mua nước ở đấy luôn. Thôi không mang nước nữa, nó rất là nặng rồi ấy. Bình thường mình đi học phải 30 đến 45 phút. 30 phút là nhanh, tầm 45 phút hoặc có những hôm tắc đường sẽ dẫn đến 1 tiếng đồng hồ. Từ nhà mình đến trường là Hoàng Mai lên Cầu Giấy. Rồi ám ảnh. Đây là con lợn chuối. Mình đã sẵn sàng ra đường. Mình đang chờ đón Việt Hoa. Mình đã đón được Việt Hoa. Thành công. Yeah. Đây nhà to to này. Đây á? Đón Việt Hoàng đang đi học thêm tiếng Anh.
gần đây. Trong khi mà chờ mình sẽ tìm bộ khi mình xem. Mình đang đến trên rừng rầm, sợ cây mình không có đá á. Thì chắc mình sẽ lấy đá từ cốc bạc xỉu. Vì anh không buồn lắm, mình sợ nó có bạc xỉu này. Mình sẽ ăn luôn. Mình thích ăn thạch với cả người. Thật ra ngày mai mình có một bài thuyết trình cho nhóm câu lạc bộ. Hôm nay lúc mà mình đi làm bài tập nhóm thì mình không có quay video của mình, rất là ngại. Và các bạn mới cũng chưa quen biết nhiều, sau một người có làm việc rất chăm chỉ nên mình cũng không dám quay video. Mình mong là mình có thể tốt hơn sau khi được làm việc với các bạn giỏi như vậy. Ngày mai thì mình sẽ thuyết trình về bảng giá để tổ chức một lễ hội Halloween và sẽ hóa trang. Sẽ hóa trang thành Mario. Mình sẽ xem phim, mình đang xem lại web live của tháng 8. Mọi người có thể lựa chọn giúp mình xem mình nên đeo kính này hay là cái kính màu đen ở đầu video được không? Mình rất phân vân là mình nên đeo kính nào thôi. Thứ nhất là mình cả hai cái. Bạn chào vlog của em. Bây giờ chúng mình đi đâu? Chúng mình đi đấu ạ. Bây giờ mình đang ở sân để chờ Hoàng. Chắc là thắng rồi đấy. Oh my god. Mình ngồi đây và mình thấy là hơi thung thủ rồi. Hơi thung thủ mùi mồ hôi rồi. Trời ơi. Đây, 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 đây. Wow. Nhiều tôi nha, các bạn nha, nhiều tôi nha. Yummy. Bây giờ mình 8 rưỡi mà mới kết thúc được 1. Cắt vào. Xong rồi. Sắp được về. Vlog của em. Mình sẽ đi về nha. Không ăn nhiều. Giờ lắp không? Em ăn sữa chua không? Mình đã về đến nhà. Sau một ngày dài, mình đã về được căn phòng của mình. Quá mệt luôn. Nên quay gì tiếp khi mình về nhà? Mình có nên quay kiểu Unready With Me, xong rồi skin hay các thứ không? Thì ok, mình nghĩ đến đây video đã dài. Và có mọi người, nếu như ai mà có thể xem đến hết đoạn này thì chắc mọi người cũng đã xem hết cái vlog này rồi. Nên là bye bye.